Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành Trang Du Học. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay, Cẩm Trí muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thông tin Du Học. Nhằm ngăn chặn hiện tượng nhiều sinh viên lạm dụng chính sách visa đến Anh để làm việc chứ không phải để học tập và cũng ngăn các cơ sở đào tạo chất lượng thấp nhận sinh viên vào học, Bộ trưởng Nội vụ Anh đã công bố những thay đổi trong chính sách cấp visa du học. Từ tháng 4 2012, chỉ những cơ sở đào tạo uy tín nhất mới được tiếp nhận sinh viên quốc tế và các cơ sở này phải được kiểm định bởi các tổ chức thanh tra giáo dục do pháp luật quy định, hạn chót là cuối năm 2012. Đóng cửa hệ thống cấp visa làm việc sau khi học thuộc hạng 1. Tuy nhiên, các sinh viên quốc tế vẫn được phép ở lại Anh để làm những công việc đòi hỏi kỹ năng và tay nghề cao. Trong tương lai, những sinh viên này sẽ phải xin được việc làm với những công ty, tổ chức nằm trong hệ thống cấp visa hạng 2. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn du học. Như quý vị cũng biết thì khi đi du học, bên cạnh việc học tập thì có lẽ là phụ huynh học sinh cũng như là các bạn sinh viên của chúng ta còn quan tâm đến những vấn đề khác, chẳng hạn như là vấn đề đời sống sinh hoạt ở quốc gia mà chúng ta đến du học như thế nào, rồi liệu rằng là các sinh viên của chúng ta có được làm thêm hay không, và vấn đề thực tập nữa. Và du học Úc cũng không là một ngoại lệ. Trong chương trình ngày hôm nay thì Cẩm Trí muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề này bằng cách là gặp gỡ với những vị đại diện. Trước tiên thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn sự hiện diện của ông Chris Patton, là đại diện đến từ Southern Cross University, và hiện nay ông cũng đang là phó hiệu trưởng phụ trách về mảng quan hệ quốc tế của trường. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu có sự hiện diện của anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi và chị Trần Mỹ Kim, là những người thuộc bộ phận tư vấn du học Úc của công ty du học Tân Đại Dương. Và tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng ta còn có sự hiện diện của cô Nguyễn Kim Liên, hiện nay đang là giáo viên của trường tiểu học Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và cô cũng là phụ huynh của bạn Nguyễn Thị Hồng Phương và hiện đang là sinh viên du học chương trình thạc sĩ Environmental Science and Management tại SCU Lismore Campus. Đầu tiên thì cho phép Cẩm Trí xin chào tất cả những vị khách mời ạ. Trước tiên thì cho phép Cẩm Trí đặt câu hỏi với ông Chris Patton. Theo như Cẩm Trí được biết thì hiện nay trường Southern Cross University của chúng ta là một trường, có thể nói là một trường hàng đầu, một trường đại học hàng đầu ở Úc, và được rất nhiều sinh viên trên thế giới quan tâm, trong đó có sinh viên Việt Nam. Thế thì ông có thể cho khán giả xem đài biết một chút sơ nét về trường SCU của chúng ta. Southern Cross University là một trường đại học công lập trẻ, năng động, nằm ở vùng bờ biển phía đông của Australia. Chúng tôi có nhiều cơ sở đào tạo ở những thành phố khác nhau, như cơ sở chính ở thành phố Lismore, nằm về phía bắc tiểu bang, và ở phía nam của thành phố du lịch biển lớn nhất của Úc, thành phố Gold Coast, thuộc tiểu bang Queensland. Ngoài ra, còn có cơ sở đào tạo tại Tweed Heads và Coffs Harbour. Các cơ sở này tạo điều kiện cho sinh viên lựa chọn môi trường phù hợp nhất để học tập và sinh sống. Ngoài ra, chương trình đào tạo của SCU gắn liền với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh vào việc trang bị kiến thức kỹ năng làm việc thực tế thông qua các chương trình thực tập và làm việc thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên. Thế thì theo ông, những cái ngành học nào hiện nay của SCU đang được sinh viên quốc tế rất là quan tâm, đặc biệt là các sinh viên của Việt Nam ạ? Chúng tôi hiện có các sinh viên Việt Nam học tập trong các chương trình sau: giáo dục, chủ yếu là sinh viên tiến sĩ, khoa học môi trường và lâm nghiệp, đa số là sinh viên thạc sĩ về khoa học quản lý lâm nghiệp với chuyên ngành về trồng rừng và quản lý tài nguyên rừng, các chương trình về business và du lịch khách sạn. Có lẽ là câu hỏi tiếp theo là Cẩm Trí muốn đặt đối với cô Nguyễn Kim Liên, thì được biết là cô hiện nay là đang là phụ huynh của bạn Phương, đang đi du học chương trình thạc sĩ tại SCU. Thế thì cô có thể nói một chút là không biết là bạn Phương hiện nay là đang học cái chương trình gì ở SCU cô nhỉ? Cháu đang học chương trình thạc sĩ khoa học môi trường tại trường SCU, bắt đầu từ tháng 6 năm 2011. Thế thì khi mà bạn Phương đi học vậy thì không biết là bạn Phương có thường xuyên kể cho cô nghe về cái quá trình bạn ấy học tập ở bên SCU như thế nào, thì cô có thể giới thiệu một chút về cái chương trình học của bạn ấy ra sao? Cháu thường kể ở bên đó thì được các thầy cô là giúp đỡ, quan tâm nhiệt tình. Còn Phương thì quen được nhiều các bạn khác trên các nước khác. Rồi người bản xứ thì thân thiện, quan tâm, giúp đỡ, và môi trường thì trong lành.
Thế thì không biết là cái mức học phí mà hiện nay á, của trường SCU á, theo cô cảm nhận thì cái mức học phí của họ có vừa sức đối với là các du học sinh Việt Nam của chúng ta hay không? Mức học phí một năm là 21.400 đô, và mức học phí đó là vừa phải và thấp hơn so với các trường khác. Thế thì cô cảm nhận như thế nào sau khi mà Phương rời Việt Nam và đi du học tại Úc ạ? Cháu, gia đình thấy cháu là trưởng thành, mạnh dạn hơn và sống gọn gàng ngăn nắp hơn ạ. À vâng, và bây giờ thì Cẩm Trí muốn mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng xem qua một đoạn video clip sau đây để xem là bạn Phương của chúng ta đã học tập như thế nào tại Úc. Vâng, như vậy là chúng ta vừa xem qua một vài hình ảnh tại campus của trường Southern Cross University. Chắc hẳn là cô Liên, không biết là cô cảm nhận như thế nào khi thấy hình ảnh của bạn Phương trong cái clip vừa rồi ạ? Cô thấy rất vui và an tâm cháu học tập. Thưa quý vị, và Cẩm Trí cũng tin rằng là chắc hẳn là tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng là một cái cuộc sống học tập ở Úc có rất nhiều điểm khác biệt so với cái đời sống học tập ở Việt Nam của chúng ta. Vậy thì sinh viên khi đi du học tại Úc họ sẽ sinh hoạt như thế nào, cuộc sống ở bên đó ra sao? Thì có lẽ là Cẩm Trí muốn mời anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi là tư vấn du học của công ty Tân Đại Dương, anh sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Xin mời anh. Thì Úc là một đất nước thân thiện, người dân thì rất là nhiệt tình. Và một cái đặc điểm nữa của Úc là đây là đất nước đa văn hóa, do đó là tất cả mọi người đều được bình đẳng với nhau. Du học sinh Việt Nam rất là dễ dàng khi mà muốn hòa nhập lại với cái đời sống ở đây. Du học sinh sẽ dễ dàng tìm thấy những người bạn của mình ở một đất nước mới này. Không biết thì cái việc làm thêm ở bên Úc á, liệu rằng là các trường có cho phép sinh viên của chúng ta làm thêm ngoài giờ học hay không? Và nếu có cho phép thì liệu rằng là sinh viên của chúng ta có thể liên lạc với những cái cơ quan, những tổ chức nào để mà giúp đỡ họ thực hiện những cái việc này? Có rất nhiều cách để các bạn có thể tìm việc làm ở Úc. Thứ nhất là các bạn có thể tìm qua các trang web. Cái cách thứ hai, các bạn có thể tìm việc là thông qua những cái trung tâm tư vấn việc làm của cơ sở giáo dục hoặc là những trung tâm sinh viên. Và thông thường thì những cái cơ sở kinh doanh cũng có thể đăng những cái thông tin tuyển người về làm việc ở tại bản tin của trường hoặc là tại cái nơi mà họ cần người làm việc. Một cái cách thứ ba nữa là thông qua cái kênh truyền miệng. Nghĩa là bạn có thể nói cho những cái người quen của mình cũng như là bạn bè thân thiết. Những cái công việc này thiệt ra chỉ là chuyện phụ. Du học sinh phải luôn nhớ cái việc học của mình là việc chính yếu. Do đó cần phải sắp xếp cái công việc làm của mình sao cho phù hợp với cái chương trình học.
Theo như Cẩm Trí được biết thì hình như là về cái luật visa mới của Úc hiện nay hình như là cũng có những cái chính sách nó thoáng hơn trong cái việc cấp visa cho du học sinh. Thế thì chắc là chị Kim nói một chút về những cái điểm mới này để giúp cho quý vị phụ huynh có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất. Dạ vâng, thì xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì một tin đáng mừng mà Tân Đại Dương muốn chia sẻ đến các bạn du học sinh có ý định đi du học Úc đó là hiện nay thì chính sách visa của Úc cũng đã đơn giản hơn rất là nhiều, và các bạn thì du học sinh cũng sẽ không cần phải chứng minh tài chính đối với lãnh sự nữa, mà chỉ cần là chứng minh là các bạn đã đủ cái khả năng tài chính trong suốt cái quá trình ăn học. Và tuy nhiên thì nếu như mà bạn đăng ký vào nhập học ở một trong số 41 trường đại học mà thuộc về dạng ưu tiên tại Úc thì các bạn phải trình bày rõ cho trường biết về cái hồ sơ tài chính cũng như là hồ sơ tài chính của cái người bảo trợ. Và tùy vào cái yêu cầu của mỗi trường thì Tân Đại Dương cũng sẽ giúp cho các bạn về cái thủ tục để mà nộp cho lãnh sự. Và hồ sơ xin visa dành cho các bạn học sinh sinh viên sẽ được nộp cùng với lại COE của trường đại học ở Úc, và tùy theo cái cấp độ bậc học của các bạn, nếu mà từ đại học trở lên thì sẽ được xếp vào cái cấp bậc 1. Điều này thì cũng sẽ áp dụng đối với các khóa học Anh văn cũng như là các khóa học tại các trường cao đẳng dạy nghề mà có cái chương trình gói gọn từ các trường đại học đủ tiêu chuẩn. Với tất cả các hồ sơ trên cũng như là cái đơn hồ sơ mà bảo trợ tài chính của cái người bảo trợ thì các bạn cũng sẽ được Tân Đại Dương sắp xếp và hướng dẫn các hồ sơ và gửi cho lãnh sự quán một cách rõ ràng và hợp lý nhất. Sau khi tiến hành đầy đủ các thủ tục thì trung bình từ 3 cho tới 8 tuần thì các bạn cũng sẽ có kết quả về cái visa du học Úc. Những thông tin vừa rồi hy vọng là đã giúp cho quý vị và các bạn phần nào cũng định hướng được cho con em mình, hoặc là định hướng cho chính bản thân mình việc học tập ở Úc trong suốt khoảng thời gian từ 3 đến 4 năm học đại học hoặc là học thạc sĩ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian quý báu của mình đến để tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Trí muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục khác, đó chính là Cẩm Nang Du Học. Bạn đã tốt nghiệp trung học và nhận được thư mời nhập học từ một trường đại học nước ngoài. Bạn đang háo hức lập kế hoạch cho một mùa hè đáng nhớ của mình. Vậy làm thế nào để sử dụng khoảng thời gian đó một cách ý nghĩa nhất? Chuyên mục Cẩm Nang Du Học kỳ này sẽ chia sẻ 5 lời khuyên hữu ích để bạn sử dụng mùa hè của mình một cách hữu ích. Không ngừng đọc. Những sinh viên xuất sắc luôn đọc sách trong suốt mùa hè, và nếu bạn muốn làm phong phú thêm cho tâm hồn của mình thì đừng quên những quyển sách. Một số trường đại học như Edenfield, Kansas State ở Mỹ có các chương trình đọc sách rất hay và thú vị. Nạp lại năng lượng. Bạn hoàn toàn có thể vừa đọc sách vừa thư giãn, như kết hợp với việc tắm nắng chẳng hạn. Cơ thể của bạn cũng cần thư giãn để sẵn sàng đối mặt với những môn học, những bài kiểm tra mới mẻ và không đơn giản chút nào. Hãy thử một cái gì đó mới. Những tân sinh viên khi bước vào một môi trường đại học mới thường lúng túng và dễ nản lòng, từ đó mất một khoảng thời gian để thích nghi, nên ngay từ mùa hè này, bạn có thể thử làm quen với nó. Bạn có thể đăng ký một chuyến đi tình nguyện, khóa học ngắn ngày để nhanh chóng tìm được điểm chung với mọi người và học cách thành công cùng bạn bè. Đó cũng là tình huống rất hay gặp phải trong các trường đại học cao đẳng. Làm thêm. Nếu có ý định làm thêm khi đi du học, bạn hãy thử kiếm một công việc làm thêm bán thời gian vào mùa hè trước khi lên đường du học để có kinh nghiệm làm thêm khi sang nước ngoài. Tham gia các buổi định hướng của trường. Một số trường yêu cầu sinh viên tham gia định hướng kéo dài một tuần hoặc lâu hơn. Dù nó không giống như những buổi học bắt buộc, song chúng vẫn rất cần thiết với bạn vì nó giúp bạn làm quen với môi trường và có thể giao lưu làm quen với các bạn mới. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Hành Trang Du Học đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.